Hỷ nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sitiya chanagathaha. Xin tham an tu xin tham an tu xin tham an tu đang phá lăng e ta smin ra ta na ta ya smin sam ba sa da na che ta so. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta san hi no a ti ye cha sa ta san hi no ca tang pu nha pha lang mai hang sa pe pha ghi pha hoàn tu te ye tang ca tang su vi di tang din nang pu nha pha lang mai ya ye cha ta than cha nan ti de wa gan tua ni we da yum sa pe lo cam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ca manun yang pho cha nang sa pe la phan tu mama che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả những chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích những phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đằng quá tâm mê bùn nhàng a sa hoa kha yô hoa hàm hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sve puratima yadisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oán hận nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera suhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc,
đừng có oán trách lẫn nhau, hãy cho được sự yên nghỉ. Sa về Uttara Yadisa Yasata Avera Sukhi Huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, đừng có oán trách lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa về Uttara Anudisa Yasata Avera Sukhi Huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, đừng có oán trách lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa về Uparimaya Disa Yasata Avera Sukhi Huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oán trách lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa về Hetimaya Disa Yasata Avera Sukhi Huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oán trách lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sa pe sa ta avera hon tu su khi ta hon tu ni tu kha hon tu ap ya pa cha hon tu ani kha hon tu ti kha yu ka hon tu aro ga hon tu sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nang pa ri ha ran tu du kha pa ta chan ni du kha pha ya pa ta chan ni pha ya so ka pa ta chan ni so ka hon tu sa be pi pa ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán trái lẫn nhau, cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam Mô Bụt Thầy, con đã xong phần lễ bái tam bảo. Sáng nay, với những phước lành tạo dựng được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiền ngụ quanh ngôi nhà của chúng con. Và xin chia phần phước này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 29 phút sáng giờ Việt Nam. Đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Mà á, Nam mô Sa Khai á. Nam mô Nam mô Tam Mà dạ, Nam mô Sa Khai dạ. À, kính lễ ngài Quan Tông giàu như pháp. Mình chào huynh Tinh Ngộ, huynh Sang, Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim, Sĩ Khánh Kiểm, Sĩ Phương Mộng, Sĩ Hồng Mai, huynh Dân Nhật Hà. Đạo hữu làm gì đây? Sĩ Thi Lâm và Sĩ Như Quang. Xa thủ quý vị nghe rõ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 112. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt thù mà hệ sĩ ở răng thơ thà gà tù lù cô ta mồ sắp bá gà rù huy chệt thơ cô lù cát xa xa thà cha ná đầm mất phù quý đồ quần đà mà hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tuy đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Đi Bồ Tát Sa Sát Sa Sát Chô Nô Lô Cà Nô Mình Tha Sa Quý Nà Tha Rô Cô Sắp Bà Nhù Bố Thóc Bát Đi Phụ Thí Sành Nhá Tô Hoành Đà Má Hành Tần Ná Rá Phù. Cha này giác gần Pháp Bảo Vi Nhân Vàng Như là Sôi Sáng Vẹt Màng Vô Minh Phá Tan Làm Lạc Chúng Sinh Đại Dương Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường.
sang khô quý số thô chú các ta sa sa quá cô chết tha chú ta mô quá ta thầm bá chết khắc cô nình đà bá chẳng xà đi á na đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng đá ra phù cái này giác cần tăng bảo trên vong bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì con xin lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tận nát thế giới tề tề nó sẽ thà mề tu quá tha nàng ta xa bị à nụ phà về nó hạ xa về nó sẽ trẻ tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia Phần Thắng Dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày nay, câu Phật ngôn 112. Yo cha quá sa sa tăng chi về. Yo cha quá sa sa tăng chi về. Yo cha quá sa sa tăng chi về. Câu số 2. U si to hi na vi di yo. U si to hi na vi di yo. U si to hi na vi di yo. Giờ ôn lại dù cha quá sa sa tăng chi về cụ si tô hi na quy đi dù dù cha quá sa sa tăng chi về cụ si tô hi na quy đi dù dù cha quá sa sa tăng chi về cụ si tô hi na quy đi dù. Bây giờ qua câu 3 và câu 4. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô. Ê ca hằng chi quý tăng xây vô. Và câu cuối cùng. Quý ri giáp mà rắc phát tổ đàn hằng. Viriya ma rapato dan hang. Viriya ma rapato dan hang. Và ôn lại câu 3, câu 4. Eka hang chi vi tăng say yo viriya ma rapato dan hang. Ê ca hằng chi quý tăng say vô quý ri giáp ma ra phát tô đàn hằng. Ê ca hằng chi quý tăng say vô quý ri giáp ma ra phát tô đàn hằng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại. Yo cha wa sa sa tăng chi về cú si tô hi na vi ri yo e ca hằng chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pha tô đàn hằng. Yo cha wa sa sa tăng chi về cú si tô hi na vi ri yo e ca hằng chi quý tăng đầy vô quý ri giá ma ra pha tô đàn hằng. Bây giờ cách đọc thứ hai, cách đọc thứ hai quý vị nghe ha. Đọc bằng hai câu thôi chứ không phải đọc bốn câu. Yo cha wa sa sa tăng chi về phu si đô hi na vi ri yo. Ê ca hằng chi quý tăng say yo vi ri ya ma ra pha tô đàn hằng. Nghe lại. Yo cha wa sa sa tăng chi về phu si đô hi na vi ri yo.
Viriya là tinh tấn chứ không phải là quy. Ở trong 10 pháp ba la mật á, thì tinh tấn ba la mật Viriya Parami, Viriya Upa Parami, Viriya Paramattha Parami, không có quy riyo mà Viriya. À, thấy ở dưới không? Ở dưới là Viriya Marapato. À, thì nó quy riyo chứ không phải quy ha. Rồi xíu nữa khi mà ý nghĩa từ vựng phân tích Viriya Viriyo nó ở cái nam tính, nữ tính hay là trung tính, thì chữ Viriya này nó là Akaranta, nó cùng sắc Linga, nó thuộc về trung tính. Trong bài ghi quy là sai, Viriya chứ không phải là quy. Không nên căn cứ ở trong sách vở, mà nhiều khi nó là chúng ta phải biết cái căn ngữ của nó là thuộc về trung tính, nữ tính hay là nam tính. Thì ở đây Viriya nó thuộc về trung tính chứ không phải là Viriya. Sửa lại câu 2, chữ thì na Viriyo, thì na Viriyo. À, bởi vì ở dưới Viriyama Rapato, à, thì ở trên là hi na Viriyo. Rồi, à, quý vị chú ý ha, khi mà chúng tôi đọc qua thì quý vị biết đó là trường âm hay đoạn âm. Rồi thắc mắc nữa là khi mà ý nghĩa từ vựng á thì nó làm sáng tỏ hơn. Rồi bây giờ coi như đó là giọng kinh, giọng kinh có hai cách đọc ha. Cái đọc thứ nhất nè, Yo cha wa sa sa tăng chi quê cú si tô hi na quý rí yô e ca hăng chi quý tăng say yô quý rí yá ma ra phá tô đan hăng. Đó cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai, Yo cha wa sa sa tăng chi quê cú si tô hi na quý rí yô e ca hăng chi quý tăng say yô quý rí yá ma ra phá tô đan hăng. Đó là cái đọc thứ hai. Và bây giờ đọc giọng kệ, Dỗ cho quá xa xa tăng chi quê Phu si tô hi na quy ri dô Ê ca chi quy tăng xây dô Quy ri dâm ma ra phát tô đan hằng Dỗ cho quá xa xa tăng chi quên Cô si tô hi na quy vi dồn Ê ca hăng chi quy tăng xây dồn Quy đi gia ma ra phá tô đàn hằng Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Rồi, mời sĩ Mita, mời sĩ Kim. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu nghe rõ, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cô Như Quang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 112.
Dạ, con thấy ngài đưa lên bài là cái câu thứ nhì, cú si tô hi ná quy lý vô, nhưng mà khi ngài đọc thì ngài đọc là cú si tô hi ná quý lý vô. Vậy giờ con đọc theo ngài là không phải là quy mà là quý. Dạ, như vậy có phải không ạ? Tại vì ngài nói là quý rí giá. Dạ thôi con, à, cô Kim nói là chính xác. Như vậy là hi ná quý rí dồn. Dạ con sẽ đọc như vậy. Dạ con xin đọc ạ. Vô cha hoa sa sa tăng trì huệ cú si tô hi na quy ri vô ê ca hằng trì quy tăng say vô quy ri ya ma ra pha tô đanh hằng. Dạ con xin phân tích. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, cú đoạn âm, si tô hai trường âm thông thường, hi trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, vô trường âm thông thường, vô cha quát xa xa tăng trì quê cú si tô hi na quy ri vô. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê ca là hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, quý rí giá ma đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, phá đoạn âm, tô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại cả bài. Vô cha hoa sa sa tăng trì huệ cú si tô hi na quy ri vô ê ca hăng trì quy tăng say vô quy ri gia ma ra pha tô đanh hăng. Vô cha hoa sa sa tăng trì huệ cú si tô hi na quy ri vô ê ca hăng trì quy tăng say vô quy ri gia ma ra pha tô đanh hăng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin kể. Vô cha hoạch xa xa tăng chi quê cụ si tô hi na quy ri vô ê cả hăng chi quỳ tăng say vô quỳ ri gia ma ra phá tô đánh hằng. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Tỳ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con xin kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Chàng ơi, sư đâu có dòm mà cái gì đâu, sư viết lên sư viết sai đó, vì sư đâu có sửa đâu, nói mà sư mệt quá rồi, con mắt sư kém quá rồi, biến quá rồi, sư đi nghỉ mệt rồi quý vị ạ. Sư ơi, sư chích ngừa 3 mũi nhiều quá, ông già hơn 80 tuổi hết sức quách chứ không cần mong chi sống. Sư mấy năm năm nay con thấy sư mệt nhiều đó. Thôi con trả bài trước đi, con có chuyện phải làm đó. Còn quý vị nghe âm thanh tôi rõ hả? Ủa, không thấy ai? 3 người rồi, cảm ơn 3 người.
Ba người là nghe quá rõ ràng rồi, tốt rồi. Bây giờ đọc nghe nghe nha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 112. Yo chawa satang chi we kusi to he na wili yo e ka hang chi tang say yo wili yam ma to dan hang. Yo chawa satang chi we kusi to he na wili yo e ka hang chi wi tang say yo wili yam ma ra to dan hang. Phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quá trường âm ngắn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường. Câu số 2, khú đoạn âm, si tô hì ba trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, vô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yo chawa sa sa tang chi we kusi to hi na wiri yo e ka hang chi wi tang say yo wiri yama rahato dan hang. Phân tích câu số 3, e ka hai trường âm thông thường, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường. Câu cúng cội hai câu cuối cùng, quý rí giá ba đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá phá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, đan trường âm ngắn, hằng trường âm đọc theo nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên ca kệ. Ê kha hằng chi quý tăng say vô quý đi giám mà ra phá tô đàn hằng. Vô cháu quát xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quý đi vô. Ê kha hằng chi quý tăng say vô quý đi giám mà ra phá tô đàn hằng. Vô cháu quát xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quý đi vô. Ê kha hằng chi quý tăng say vô quý đi giám mà ra phá tô đàn hằng. Vô cha quát xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quý đi vô. Ê kha hằng chi quý tăng say vô quý đi giám mà ra phá tô đàn hằng. Vô cha quát xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quy lý vô. Ê kha hằng chi quy tăng say vô quy lý gia ma ra pha tô đan hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú 100 số 12. Thấy chưa, sư mệt rồi, sư đi nghỉ rồi. Quý vị thấy không? Vô thường, tức là sắc mạng quyền, lúc nào cũng không có thể mà tồn tại hoài. Nó sẽ biến đổi và nó già cả theo thời gian. Đời là vô thường, không có thường hằng đâu. Lúc này thấy sư không có khỏe đó. Ok. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Quý vị ơi, quý vị có thấy tôi có sai gì không, quý vị cho biết nha. Sư chắc nút lùm rồi, bữa nào đọc sai một cái cho ổng nhảy lên ổng nói trợn chút trợn chút để ổng nhân nhịn này cho nó vui. Thôi cảm ơn quý vị nha, mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 112. Yo cha quát xá xá tăng chi quê cú sĩ tô hi na quỳ ri dô. Ê ca hằng chi quý tăng xây dô quý ri gia mà rác Ra pha tô đàn hằng.
Dù cha quá xa xa tăng chi quê cú si cú si tổ hì na quỳ rí dù. Dù là trường âm thông thường, chá là trường chá là đoạn âm, quá là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê là hai trường âm thông thường, cú đoạn âm, si tô hi là ba trường âm thông thường, ná đoạn âm, quy trường âm thông thường, rí đoạn âm, vô trường âm thông thường. Dô chá quá xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quỳ rí dô. Ê ca hăng chi quý tăng xây dô quý rí già. Quý rí giá mà. Ráp phá tô đàn hăng. Ê ca là hai trường âm thông thường. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, quý rí hai đoạn âm, quý rí giá là ba đoạn âm, mà trường âm thông thường, rá đoạn âm, phá đoạn âm, rá phá tô trường âm thông thường, đàn trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê ca hăng chi quý tăng xê dô quý ri gia mà. Quý ri dô không phải. Quý ri dô. À, con đọc quý ri dô. Quý ri gia mà ra phá tô đàn hăng. À, quý ri dô. Ê, ê ca hằng chiếu. Dạ, ủa con đọc quy ghi vô hả cô? Ok, để con đọc lại. Vô chá quá xa xa tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô. Ê ca hằng chi quý tăng si vô quý rí giá mà ra phát. Quy rí vô. Quy rí giá. Thôi con đọc lại. Vô cháu quá xa xa tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô. Ê ca. Quy rí vô. Đọc là quy rí vô hả cô? Ủa con thấy trường âm không thường mà. Quy rí vô. Ok. Rồi để con đọc lại. Vô chá quá xá xá tăng chi quê cú si tô hi hi na quy rí vô. Ê ca hằng chi quý tăng xê vô quý rí giá mà ra phát tô đàn hằng. Dù cháu quá xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quý rí vô. Ê ca hằng chi quý tăng xê vô quý rí giá mà ra phá tô đàn hằng. Con xin đọc lần nữa. Dù cháu quá xa xa tăng chi quê cú si tô hi na quý rí vô. Ê ca hằng chi quý tăng xê vô quý rí giá mà ra phát tô đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, kính lễ với chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú số 112. Yo cha wa sa sa tăng chi ye cu si to hi na vi ri yo e ca hằng chi vi tăng say yo vi ri ya ma va pháp to đàn hằng.
Yo cha wa sa sa tang chi ve ku si to hi na wi ri yo. E ka hang chi wi tang say yo wi ri ya ma ra sa to dan hang. Dạ con xin phân tích câu 1 và 2. Yo là trường âm thông thường, chá đoạn âm, was trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, cú đoạn âm, si tô hai trường âm thông thường, hi trường âm thông thường, ná quý lý ba đoạn âm, vô trường âm thông thường. Yo cha wa sa sa tang chi ve ku si to hi na wi ri yo. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. E ka là hai trường âm thông thường, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, quý lý giá ba đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá phá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e ka hăng chi vi tăng say vô vi ri ya ma ra sa tô đan hăng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 112. Yo cha wa sa sa tăng chi quê cú si tô hi na vi ri yo e ka hăng chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pha tô đam hăng. Yo cha wa sa sa tăng chi quê cú si tô hi na vi ri yo e ka hăng chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pha tô đam hăng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Yo cha wa sa sa tăng chi ve cu si to hi na vi li yo e ca hăng chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pha to đan hăng. Yo cha wa sa sa tăng chi ve cu si to hi na vi li yo e ca hăng chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pha to đan hăng. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai nhờ sư trí đức và đại tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, cảm ơn chị Như Quang đã có bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, xin mời việc kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú 112 ngày hôm nay. Yo cha wat sa sa tang chi we ku si to hi na wi ri yo e ka hang chi wi tang say yo wi ri ya ma ra pha to dan hang. Yo cha wa sa sa tang chi we ku si to hi na wi ri yo e ka hang chi wi tang say yo wi ri ya ma ra pha to dan hang.
Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo cha wat sa sa tang chi we ku si to hi na wi ri yo. Yo là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, wat là trường âm nhấn, sa sa là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi we là hai trường âm thông thường, ku là đoạn âm, si to là hai trường âm thông thường, hi là trường âm thông thường, na, quý, rí là ba đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Yo cha wat sa sa tang chi we ku si to hi na wi ri yo. Dạ câu số 3 và câu số 4. E ka hang chi wi tang say yo wi ri ya ma ra fa to dan hang. E ka là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, quý, rí, giá ba đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá, phá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E ka hăng chi quy tăng say yo quy ri ya ma ra pha to đan hăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Yo cha wat sa sa tăng chi we ku si to hi na quy ri yo. E ka hăng chi quy tăng say yo quy ri ya ma ra pha to đan hăng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Là bài viết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wat sa sa tăng chi we ku si to hi na wi ri yo. E ka hang chi wi tăng say yo wi ri ya ma ra pha to đan hăng. Yo cha wat sa sa tăng chi we ku si to hi na wi ri yo. E ka hang chi wi tăng say yo wi ri ya ma ra pha to đan hăng. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 112. Yo cha wat sa sa tăng chi we ku si to hi na wi ri yo. E ka hang chi wi tăng say yo wi ri ya ma ra pha to đan hang. Yo cha wat sa sa tăng chi we ku si to hi na wi ri yo. E ka hang chi wi tăng say yo wi ri ya ma ra pha to đan hang. Con xin thông tích câu 1 và 2. Yo cha wat sa sa tăng chi we ku si to hi na wi ri yo. Yo trường âm thông thường, chả đoạn âm, vas trường âm nhẫn, xá xả hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, cú khú đoạn âm, si trường âm thông thường, tô trường âm thông thường, hi trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, vô trường âm thông thường. Yo cha wat sa sa tăng chi quê ku si tô hi ná quý rí vô. Câu 3 và 4. E ka hang chi vi tăng say yo vi ri ya ma ra pha to đan hang. E ka hai trường âm thông thường, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quỷ đoạn âm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhẫn, vô trường âm thông thường, quý lý giả ba đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, vá đoạn âm, tô trường âm thông thường, đoạn trường âm nhẫn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Ekahang jiwi tang sayo wiriya marafa to dan hang yo jawan sa sa tang jiwe kusi to hi na wiriyo Ekahang jiwi tang sayo wiriya marafa to dan hang. Ai sống 100 năm lười nhàng không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wan sa sa tang chi we ku si to hi na wi ri yo e ka hang chi wi tang say yo wi ri ya ma la pha tu dan lang. Yo cha wan sa sa tang chi e ku si to hi na wi ri yo e ka hang chi vi tăng say yo quý vị ya ma ra pa tu đan năng. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng, kính chào đạo tràng. Dạ, cho bài dùm phúc hạnh ạ, à. Cô Như Quang ạ. À. Dạ, cảm ơn cô Như Quang ạ. À. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 112 ạ. Yo cha wat sa sa tang chi ve ku si to hi na vi ri yo e ka hang chi vi tang si say yo vi ri ya ma ra pha to ta hằng đan hằng. Yo cha wat sa sa tang chi ve ku si to hi na vi ri yo. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi ve là hai trường âm thông thường. Ku si to hi na vi ri yo. Cú là đoạn âm, si, tô, hi là ba trường âm thông thường. Ná, ví, rí là ba đoạn âm, vô là trường âm thông thường, câu số 3 và câu số 4. Ê ca hăng chi ví tăng say vô ví rí giá mà ra phát tô đàn hăng. E ca là hai trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say và trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường.
Ví, rí, giá là ba đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Rá là đoạn âm. Rá phá là hai đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Đan là trường âm nhấn. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dô chá vát xá xá tăng chì về cú xì tô hì ná ví rí dô ê ca hăng chì ví tăng xây dô ví rí giá mà ráp phát tô đành hăng. Ai sống 100 năm lười nhắc không tinh tấn, lời nhắc không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tặng sức mình. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yo cha va sa sa tang chi ve ku si to vi na vi ri yo e ka hang chi vi tang say yo vi ri ya ma ra va to dan hang. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Chắc câu số 4 con bị sai á, chỗ đó con hơi bị ngập ngừng, không biết có đúng hay không ạ. Con xin xuống mic ạ, xin mời vị tiếp theo ạ. Nhà Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, nhà con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 112. Vô chát quát xá xá tăng đi về cú sĩ tô hì na quý đi vô ê ca hằng chì quý tăng xây vô quý đi mà ra phá tô đàn hằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Vô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, cú đoạn âm, si tô hai trường âm thông thường, hy trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, vô trường âm thông thường. Vô chát quát xá xá tăng chi quê cú si tô hy ná quý đi vô. Con phân tích câu 3, câu 4. Ê ta hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, quý rí giá ba đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá khóa hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê ca hằng chì quý tăng xây dù quý đi giáp mà ra phá tô đàn hằng. Dạ con đọc lại nguyên bài. Dù chát quát xa xa tăng chì quê cú xì tô hì na quý đi dù ê ca hằng chì quý tăng xây dù quý đi giáp mà ra phá tô đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu. Và con xin kệ. Vô cha quan xa xa tăng chi quê cô si tô hi na quy đi vô e ca hăng chi quy say vô quy đi dạ ma ra pha tô đan hằng. Dạ con đọc phân tích và kể xong, còn có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng, con xin dâng mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin được
đọc và phân tích câu 112 ạ. Yo cha wa sa sa tang chi we ku si to hi na wi ri yo e ka hang chi wi tang sai yo wi ri ya ma ra pa to dan hang yo cha wa sa sa tang chi we cú sĩ tô hi na quý ri yô e ca hằng chi quý tăng say yô quý ri ya ma ra bát tô đã đành hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Con xin được phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, wát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quê là trường âm thông thường, ở cú là đoạn âm, si là trường âm thông thường, tô là trường âm thông thường, hi là trường âm thông thường, ná quý rí là ba đoạn âm, vô là trường âm thông thường. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4 á. Ê là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tăng là đọc theo giọng nguyên âm, si là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường. Quý rí giá là ba đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, phá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, đân đan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha wa sa sa tăng chi we ku si to hi na quý ri yô e ca hằng chi quý tăng say yô quý ri ya ma ra pa tô đàn hằng. Con xin được kệ ạ. Yô cha wa sa sa tăng chi quê su khi tô hi na quý ri yô e ca hằng chi quý tăng say yô quý ri ya ma ra tô pa tô đa hằng rô cha wa sa sa tăng chi quê cú si tô hi na quý ri yô e ca hoang chi quý tăng say yô quý ri ya ma ra pa tô đa hằng. Ai sống 100 năm người nhắc tấn tốt hơn sống một tinh tấn tận sức mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin được xuống mic, con mời một vị khác ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Tha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô.
Tu nữ con kính chào đạo tràng. Dạ con cũng lên nhưng mà không có bài, lấy gì con đọc. Dạ các con nhờ các cô như chú. Dạ con cảm ơn cô. Như quà. Dạ hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 112. Dồ cha quá xa xa tăng trì quê cú si tổ hì na quý ri dồ e ca hằng trì quý tăng xây dồ quý ri gia mà ra tha pha tổ đàn hằng. Con đọc lại. Dồ cha quá xa xa tăng trì quê cú si tổ hì na quy ri dồ ê ca hằng trì quý tăng xây dồ quý ri dằng nà ra phá tồ đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích. Dồ trường âm thông thường, trá đoạn âm, quá trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, chi quê hai trường âm thông thường, cú đoạn âm, si trường âm thông thường, tô trường âm thông thường, hi trường âm thông thường, ná quý rí ba đoạn âm, vô trường âm thông thường. Dồ cha quá xa xa tăng trì quê cú xì tô hì na quý quý dồ câu 3-4 e ca hai trường âm thông thường hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chư trường âm thông thường quý đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xây trường âm nhấn vô trường âm thông thường quý rí hai trường âm thông âm quý rí đoạn âm giá đoạn âm dạ. Quý rí giá hai ba đoạn âm ma trường âm thông thường rá đoạn âm rá phá hai đoạn âm tô trường âm thông thường đoạn trường âm nhấn hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ê ca hằng trì quý tăng xây dồ quý rí gia mà ra pha tồ đàn hằng đọc lại dồ cha quá xa xa tàn trì quê cú sì tồ hì na quy ri dồ ê ca hằng trì quý ta xây dồ quy gia mà ra ra pha tồ đàn hằng. Dạ con dập dập con xin đọc lại dồ cha quá xa xa tàn trì quê cú sì tồ hì na dồ cha quá xa xa tăng trì quê cú sì tồ hì na quy ri dồ ê ca hằng trì quy tăng xây dồ quy ri gia mà ra pha tồ đoàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã xong. Dạ con có khai sinh đạo tràng chính sửa. Dạ con xin trao mắt lại cho vị kế tiếp.
123 123 nghe em ru quý vị nghe rõ nha, xà thủ rồi. Chiếc hà đọc xong rồi cái im ru à, đọc xong không cảm ơn gì hết xuống. Đáng lẽ là đọc xong mà mời ai đó cầm micro mới xuống, đọc xong mới dục cái rầm hay quá, micro còn tốt. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Nãy giờ thắc mắc tại sao thì bây giờ mới làm sáng tỏ. Cái gì không phải ém xì hả? Rồi câu đầu tiên, vô châu quá xa xa tăng chi quê, đi vô là người nào, là và người nào, chi quê là sống, quá xa xa tăng là 100 100 năm, và người nào sống 100 năm, bởi vì nó trùng trùng nhau á. Rồi bây giờ câu số 2, Cusi to hi na quý lý vô. Cusi to do cái từ Cusi ta. Ở đây đứng làm chủ từ và tham mãn e câu quá chán nó phát tí cho nên Cusi ta biến thành Cusi to, lười biếng giải đãi biếng nhác. Cusi to rồi hi na quý lý vô, hi na là ít kém nhỏ, ít kém nhỏ. Rồi quý lý giá nó là một danh từ Trung Á Grantanapong Sakalinga, quý lý giá là tinh tấn. Tinh tấn nhân là nó đứng làm từ à, đứng làm chủ từ số ít mà tham mà nó bị phát tí cho nên quý lý giá biến thành quý lý vô. Khi nó quý vô là sự tinh tấn kém, sự tinh tấn kém. Vậy thì có một câu hai cho chúng ta ý nghĩa, vô cháu quá sát sát tăng trì quê của xì tù thì nó quý đi vô, và người nào lười biếng có sự tinh tấn thấp kém có thể sống 100 năm. Là hai câu này ha, vô cháu quá sát sát tăng trì quê của xì tù thì nó quý đi vô, và người nào lười biếng có sự tinh tấn thấp kém có thể sống 100 năm. Đó là ý nghĩa câu một câu hai ha. Rồi bây giờ qua câu 3, câu 4. Ê ca hăng chi quý tăng xây vô, ê ca hăng ê ca cộng với a ha, ê ca cộng với a ha, ê ca là một à, a ha là ngày nè, cái chưa là a hăng ha, không phải a hăng là tôi nha, ê ca hăng là một ngày, ê ca hăng là một ngày. Rồi chi vị tăng là đời sống, xây vô là tốt hơn. Chi vị tăng là đời sống, xây vô là tốt hơn. Và câu cuối cùng, Viriyat ma rakkhato dan hằng, Viriyat ma rakkhato dan hằng. Chữ quý vị dẫn cộng với a ra phát tô, quý vị dẫn cộng với a ra phát tô, quý vị dẫn do từ quý vị gia
Virya là một danh từ trung tính, sự tinh tấn ha. Virya được chia theo đối các số ít biến thành Virya dân cộng với Arapato. Arapato do căn ngữ rap, có nghĩa là thi hành. Arapato một cái dạng hiện tại phân từ nam tính, của người đang ra sức, của người đương đang ra sức. Ở đây của người đương ra sức tức là nói lên cái sự tinh tấn ha. Người đang ra sức tinh tấn. Rồi sao nữa? Đan hằng, từ đan hằng do từ đan hát. Đan hát là một tính từ trung tính. Và ở đây có ý nghĩa là bền bỉ, mạnh mẽ. Được chia tay đối các số ít đưa tỷ giá quy phát với ai cho quá trình ạ. Đàn hằng là một cách bền bỉ, một cách mạnh mẽ. Vậy thì Eka hằng chi quý tăng xây dù quý thế giác mà rất phát tổ đàn hằng. Hai con này, mạng sống một ngày của người đang ra sức tinh tấn một cách bền bỉ là tốt hơn. Quậy còn la nữa này. Ăn đó. Alo. Câu 3 câu 4 ha. Eka hằng chì quý tăng xây vô quý rí giáp mà rá phát tô đàn hằng. Mạng sống một ngày của người đang ra sức tinh tấn một cách bền bỉ là tốt hơn. Như vậy có vật ngôn 112. Dù cho quá sơ sự tăng trì về của sĩ tù thì nó quý đi vô e ca hằng trì quý tăng sự vô quý đi nhập mà rất là tù đàn hằng. Và người nào lười biếng có sự tinh tấn thấp kém có thể sống 100 năm. Mạng sống một ngày của người đang ra sức tinh tấn một cách bền bỉ là tốt hơn. Hay 100 năm lười biếng ha, không bằng một ngày người có sự tinh tấn bền bỉ. Ngài Hòa Thượng Giới Đức của Thơ Lục Bát thế này: 100 năm sống có ích gì, dễ vui biến nhát, ly bì sát thân, tự tâm nỗ lực tinh cần, một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. 100 năm sống có ích gì, dễ vui biến nhát, ly bì sát thân, tự tâm nỗ lực tinh cần, một ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu: ai sống 100 năm lười nhát không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Ai sống 100 năm lười nhát không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Ở đây chúng ta thấy 100 năm so với một ngày. 100 năm dễ vui biến nhát, sống không có giá trị, thì giống như một thầy ma biết đi ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng ha. Đúc kết lại chỗ này: Kusito hi na wi ri yo, chứ không phải là wi ri yo ha. Hồi nãy quý vị thắc mắc thì bây giờ wi ri ya wi ri yo là tinh tấn chứ không có wi ri yo. Rồi còn thắc mắc chỗ này nữa không? Chúng ta thấy trong 10 pháp ba la mật ha, thì cái chữ Viriya là tinh tấn,
Viriya parami, viriya upaparami, viriya paramattha parami. Tinh tấn bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, chứ không có chữ tấn nào viriya. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 112. Đức Phật khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị trưởng lão tên là Sappadasa. Sappadasa, chữ Sappa này có nghĩa là con rắn, Dasa là kẻ nô lệ. Sappadasa gọi là xà nô hả, tức là con rắn nô lệ. Nhưng mà tại sao có cái tên này? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu. Tại thành Sawatthi có một công tử gia đình rất là giàu có, và đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, hoan hỷ với pháp thoại của Đức Phật. Vị công tử này đi tu và được nhận vào trong tăng đoàn. Sau một thời gian tu tập, cảm thấy bất mãn đối với giáo pháp và nghĩ rằng chết tốt hơn là một người tu sĩ, khởi lên một cái tư tưởng bất mãn và không muốn muốn sống nữa. Rồi các vị tỳ khưu đi ra sau khi mà thọ thực á, ở trong nhà bếp á, thì thấy có một con rắn nằm ở lò sưởi. Rồi các vị tỳ khưu mới bắt con rắn độc đó, nghĩa là con rắn này nó coi như hung dữ, hùng mang, trợn mắt, và nó khè cái nọc độc làm cho các vị này bắt được con rắn một cách rất là khó khăn. Rồi mới đem ra ngoài tịnh xá, đem ra ngoài chùa Kỳ Viên để mà bỏ và thả nó đi. Thì cái vị tỳ khưu bất mãn này, khi mà thấy các vị tỳ khưu này bắt được con rắn mà đem đi thả thì mới dành mang cái bình con rắn đó. Và ý nghĩ của cái vị tỳ khưu này là mình sẽ nhờ con rắn này cắn chết chính bản thân của mình. Rồi ôm con rắn trong bình đi đến một chỗ vắng vẻ. Rồi cái vị tỳ khưu này ngồi xuống, thọc tay vào trong bình, quậy tới quậy lui để cho nó cắn cắn mình. Nhưng mà quậy tới quậy lui hoài đụng con rắn, con rắn nó cũng chịu cắn. Nó trở nên hiền lành, nó giống như một con rắn rắn hiền, rắn không phải là rắn độc. Rồi tức quá, vị này thọc tay bắt con rắn, mở miệng nó ra, thọc ngón tay vào trong miệng của nó, nhưng mà nó cũng không có cắn. Tức quá, xách con rắn chuột đi, bởi vì cho nó con rắn rắn hiền, con rắn không có nọc độc. Rồi em thấy con rắn đi. Rồi về chùa kể lại cho các vị tỳ khưu ở trong trong chùa nghe. Họ không chịu, nó không phải là rắn hiền, nó phùng mang, trợn mắt, rít lên, bắt nó bắt mệt đi, chứ đâu phải là con rắn hiền đâu, khó khăn lắm mới bắt được con rắn, nó dữ ghê lắm. Nhưng mà khi các vị tỳ khưu này nói rằng nó không có giữ chút nào hết, thọc tay vô trong cái bình quậy, rồi cái thọc tay vô trong cái miệng nó, mà nó cũng im ru, nó không có một cái thái độ nào gọi là con rắn độc. Thì một hôm vị tỳ khưu bất mãn này lượm được con dao cạo của các vị tỳ khưu cạo tóc ấy, để quên ở trên sàn.
Rồi vị tỳ kheo bất mãn này nghĩ rằng ta sẽ lấy con dao này cắt đứt cái cuốn họng của tỳ kheo. Và rồi chúng ta tựa cổ vào một cái cành cây, dí cái lưỡi dao vào trong cái khí quản. Trong tư thế đó, ông quan sát về cái thái độ cư xử của mình trong thời gian làm bổn phận của một sa di, của một vị tỳ kheo, và cảm thấy rằng giới hạnh của mình tốt đẹp giống như mặt trăng sáng trong hay là châu ngọc nó chiếu sáng vậy. Rồi vị kheo này cảm thấy khoái lạc toàn thân. Ông mới khai giảng về minh sát tuệ rồi chứng đắc thánh quả A La Hán cùng với các thần thông. Vị tỳ kheo này buông cái dao cạo xuống và trở vào tỉnh xá. Gặp các vị tỳ kheo khác hỏi chuyện thì ông ta nói thật và kết luận thay, vì cứa cái cổ với dao cạo, ông đã cứa đứt bỏ tham dục với cái dao trí tuệ. Các vị tỳ kheo còn phá tim và đem chuyện này trình lên với Đức Phật, cho rằng cái vị tỳ kheo đó khoe pháp bậc cao nhân. Đức Phật nói rằng: này các vị kheo, người đã thoát khỏi tham dục thì không thể cắt đứt mạng sống của chính mình. Và các vị tỳ kheo đó mới hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn: ngài bảo cái người này đã hết tham dục, tại sao đã có khả năng chứng thánh quả A La Hán mà còn bất mãn? Tại sao ông có đủ khả năng chứng đắc được thánh quả mà sao ông không bị rắn cắn? Này các vị kheo, có chuyện đơn giản là con rắn nó là nô lệ của ông ta ở kiếp trước, nên con rắn đó không dám cắn chủ. Và ngài kể lại vắn tắt cái nguyên nhân. Do đó vị tỳ kheo này có tên là Sapadasa, người có con rắn làm nô lệ. Sapadasa. Vào thời kỳ của Đức Phật Kassapa, có một chàng trai, có một công tử con nhà trăm anh thuế phiệt, nghe Đức Phật thuyết pháp rồi đi tu. Hết thời gian làm tròn bổn phận thì vị tỳ kheo này bất mãn bạn của mình và bảo là đời sống gia đình bất lợi như thế nào, rồi thuận lợi như thế nào, cho nên ông nghe theo và tiếp tục tu. Một hôm ngồi bên bờ hồ rửa pháp cụ bụi bặm suốt một thời gian, ông bất mãn, ông nói với vị tỳ kheo bạn là sẽ cho cái pháp cụ này khi mà ông có ý định hoàn tục. Ông kia nghe nói nổi lòng tham, cho nên dở giọng ta tháng cái đời sống xuất gia. Sống làm chi mà ốm cái mình bát ăn mày từ nhà này sang nhà khác, còn bị cấm với cái vấn đề trò chuyện với vợ với con. Vậy là nếu mà anh bạn có ở lại hay có ra khỏi tăng đoàn thì cũng chẳng thấy hiểu lắm gì hết. Thế rồi ông này ca tụng thêm cái đời sống gia đình. Nếu vị thì kheo đây là bất mãn, bây giờ lại bất mãn hơn. Nhưng mà chợt nghĩ, tại sao ông bạn của mình trước đây tán thán đời sống gia đình, bây giờ lại ca tụng? Và ông cũng chợt hiểu là ông bạn của mình thèm muốn những cái pháp cụ của mình. Này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo vì đã bất mãn thời Đức Phật Kassapa nên bất mãn cái thời hiện tại này luôn. Và vì thiền định suốt 20.000 năm nên bây giờ mới đủ duyên lành để chứng đắc thánh quả A La Hán. Các vị tỳ kheo nghe xong hỏi tiếp Đức Phật một câu nữa. Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này bảo đã chứng A La Hán ngay khi mà lưỡi dao chạm vào cổ họng, có thể nào chứng đắc thánh quả một cái thời gian ngắn như vậy hay không? Đức Phật nói: đúng vậy này các tỳ kheo, một tỳ kheo phấn đấu hết mình có thể chứng đắc thánh quả khi mà nhấc cái chân lên, khi mà đặt cái chân xuống, hoặc là cả ngay khi cái bàn chân chạm đất
Vì một người phấn đấu hết sức mình, dù chỉ một khắc, còn hơn sống lười biếng cả trăm năm. Và Đức Phật Ngài đã nói lên câu Phật ngôn 112 này: Yo cha quá sự tăng trì huệ của sĩ tổ hì na quý vị vô e ca hành trì với tăng xây vô quý vị giáp mà rắp và tô đàn hằng. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thân quả. Ở đây duyên sự này chúng tôi thấy trưởng lão sắp bắt đà sắp quá chán đời, thò tay chọc rắn cắn mình chơi. Rắn quen chủ cũ không thèm cắn, ngài thả cho đi bảo rắn lười. Lại lượm con dao dựa nhánh cây, quen rằng cắt cổ với dao này não quyền sẽ sạch không dư số, mạng sống cũng đành dứt cả đây. Nhưng khi quán xét giới mình xong, trưởng lão đắc ngay lậu tận thông. Tăng chúng hỏi ngài sao chẳng chết, ngài rằng nhờ chứng được tâm không. Tăng chúng hoài nghi hỏi Phật Đà, Phật rằng chỉ sống một ngày qua, chuyên cần tinh tấn còn hơn sống suốt cả trăm năm giải đãi mà. Duyên sự hết rồi. Quý vị nghe cái duyên sự này rồi quý vị có ý kiến sao? Tại sao Đức Phật nói trong sống 100 năm không bằng sống một ngày? Rồi ý kiến của quý vị sao? Đêm 100 năm mà so sánh với một ngày, trong khi học cái phẩm này là phẩm ngàn. Rồi Huynh Quang anh thắc mắc, phẩm ngàn mà sao chỉ có nó có 100 à, ít quá vậy. Rồi bây giờ ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Vậy thì một ngày mà chúng ta sống có ý nghĩa tốt hơn là sống 100 năm. À, trong cái sự việc này thì thời gian còn lại cũng hơi nhiều nhiều. À, đây là thời gian mà quý vị có thể thảo luận, thắc mắc. Quý vị có bao giờ nghe nói rằng thây ma biết đi không? Alo, im ru cái trang rồi. Thây ma biết đi, tức là những người sống không có ý nghĩa. À, đó là những người mà hướng về ác pháp. À, thây ma biết đi, tức là những người sống không có ý nghĩa với cuộc sống. À, tức là họ không biết tạo được thiện pháp. Con người không có giá trị đối với đời sống. Vậy thì câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học như thế nào? Alo. Ý kiến của quý vị như thế nào khi nghĩ về câu Phật ngôn này? Chứ đừng để học xong rồi cái lần này mới chọn ra một câu Phật ngôn để mà phân tích, để mà coi như chúng ta coi như là đi vào trọng tâm. Vậy thì bây giờ hiện giờ có một Phật ngôn 112: người mà sống lười nhác không tinh tấn, dù người đó sống 100 năm cũng không bằng một người tinh tấn tận sức mình trong một ngày. À, với con số 100 năm, với con số 1 ngày, đem ra để mà so sánh. À, thì trong cái sự so sánh đó, cái thiện và cái ác được so sánh 100 năm và 1 ngày. Thì chúng ta thấy thế nào?
Cho nên các vị tỳ kheo kia mới thắc mắc tại sao sự chứng đắc quá nhanh. Cung dao, lưỡi dao mà kề vô cái cổ họng chứng đắc thánh quả rồi. Nói vậy đừng bắt chước nha. Rồi khi mà coi như là lưỡi cái dao đó nó từ bi cứa qua cứa lại cứa tới lùi hoài mà nó không chịu đứt cổ rồi. Nó nói tại sao khổ nó quá. Tại sao muốn chết mình thấy cũng khó khăn quá đi. Rồi bây giờ ý kiến quý vị sao? Không ai có ý kiến gì hết trơn hả? Có Phật con này áp dụng cho cuộc sống chúng ta là sao? Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật. Như vậy thì mình mới thể hiện sự tinh tấn chứ. Đối thiện sự không bao giờ đủ. Chúng ta làm quá mà vẫn thấy là chưa đủ. Vậy thì sự tinh tấn của chúng ta như thế nào? Nên là chỉ một ngày tinh tấn bằng 100 năm của người người giải đãi vô lung lười biếng. Quý vị thấy hiện như nào? Alo. Ôi, xà thủ pháp, sức pháp nguồn. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ, theo con thì câu kệ pháp ngôn này Đức Phật nói rất là sâu sắc. Như là khi mà một đời người á, thì sống được người nào mà sống thọ thì được khoảng 100 năm, còn không thì có người chết yểu thời trẻ cũng cũng có, cho nên là cũng không biết được là vô thường nó đến như thế nào. Nhưng mà khi mà được làm thân người là khó, mà biết đến Phật pháp lại càng khó hơn. Mà nếu như mà không cố gắng tinh tấn mà cứ dạy đẩy rồi lười nhác thì sẽ phí cả một kiếp người, rồi chết rồi cũng không biết đi về đâu nữa. Dạ, theo con thì nghĩ là ý Đức Phật muốn ám chỉ như vậy. Mà khi mà được làm người thì mới có đủ điều kiện để mà tu hành và điều kiện để mà giải thoát được. Còn như nếu như mà được lên nhõi chư thiên kia thì sướng quá cũng, và cũng không có đủ điều kiện để tu được. Và đi xuống như cái cõi khổ thì cũng vậy, cũng cũng không không thể nào mà tu được. Chỉ có cõi người thôi, thì cõi nhân loại thôi thì mới tu tập thì mới đạt được đạo quả. Nếu như mà có sự tinh tấn nỗ lực và đầy đủ ba la mật thì sẽ đạt được đạo quả. Thì theo con thì cái câu pháp cú này là không nên bỏ lỡ phí một kiếp người. Nếu như mà mình mà không có chánh niệm, không mà không có tu, không tinh tấn thì không nỗ lực thì cũng suốt ngày chỉ ăn rồi thì ngủ rồi thì làm theo những cái quán tính của mình, không có sự tu tập thì cũng như là những cái con vật thôi, nó cũng chỉ ăn ngủ rồi nó không có trí tuệ. Đã, theo con thì nghĩ như vậy, thì cho nên là Đức Phật mới nói là ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Có nghĩa là khi mà sống mà 100 năm mà cứ lười nhác rồi không tinh tấn như vậy thì sẽ phí một kiếp người ạ. Cho nên nếu mà dù mình sống có một ngày thôi mà tinh tấn tận sức mình và biết, nhất là biết đến giáo pháp thì mình phải cần phải tu tập nỗ lực ạ. Thì khi đó thì một ngày đó thì rất là có ý nghĩa, và đôi khi đủ ba la mật thì có thể đắc được đạo quả. Đã, thưa sư, như là câu pháp cú 21 Phật cũng nói là con đường phóng dật nguy nan, con đường tịnh thức vinh quang nhiều đời, buông lung là kẻ chết rồi, pháp màu bất tử đợi người cần chuyên. Đã, cái chữ cần chuyên đây con nghĩ là sự tinh tấn ấy. Dạ vâng, thì con được hiểu là như vậy. Cho nên là khi mà được làm người là khó thì phải cố gắng nỗ lực ạ. Vì
tử thần cũng không biết là đến với mình khi nào. Còn nếu như buông lung phóng dật thì dù sống có thọ đến 100 tuổi mà cũng không biết cái gì, không có trí tuệ thì cũng như là kẻ chết rồi. Dạ con xin phép được xuống mách, có gì mong ngài giải thích thêm cho chúng con ạ. Dạ sa thú ạ. Sa thú xin pháp nguồn Lào Cai ha. Ở thúc mà Lào Cai mà cũng nắm vững về giáo pháp à, tức là sự trình bày của sư pháp nguồn à, cái sau khi trình bày xong là đạo tràng im ru à, không ai dám có ý kiến nữa à, trình bày quá đúng đi. Giờ rồi dẫn chứng câu Phật ngôn 21 này chứ à, quá tuyệt vời. Nhưng mà sư thầy nó thắc mắc mà không chịu đưa tay làm sao ta à? Sĩ pháp nguồn trình bày quá hay nhưng mà tại sao sĩ khà nói thắc mắc cái gì mà không chịu đưa tay. Alo, mời sĩ khà. Khổ thiệt. Khi tông đức tăng con kính lạy cô nữ, con kính chào đại tràng. Nhà con thắc mắc, con nghe cô còn không biết làm gì. Pháp nguồn mới là ở cõi chưa cũng có chứng đắc đạo quả, con thắc mắc thưa ngài. Alo, sư thầy thắc mắc mà cái máy không thể diễn tả sự thắc mắc đó được. À, quý vị có ai nghe rõ sư thầy nói cái gì không? À, có ai nghe rõ sư thầy nói gì không? À, hay là cái máy của chúng tôi có vấn đề? Alo, cung thỉnh ngài Quán Không. Ngài Quán Không ơi. À, đi thoát ra và vô lại à, đó là ý kiến của sư Hồng Mai. Có lẽ như vậy là có lý hả? À, nhưng mà bây giờ ngài Quán Không nghĩ thì sao? Sư pháp nguồn nói hay quá, và ngài Quán Không gợi ý đi để đạo tràng có tiếp tục chứ. Không lẽ một mình sư pháp nguồn nói chuyện hoài như vậy còn những người khác im ru hả? Rồi cung thỉnh ngài Quán Không à, coi như là gợi ý cho đạo tràng sinh hoạt về câu Phật ngôn này.
À mới có 6 giờ, còn nửa tiếng đồng hồ nữa. À, cung thỉnh Ngài Quán Không. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Con nghe kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Hồng Mai. Dạ, có nhiều lúc thì chúng ta có một cái nhìn nó khác, có cái suy nghĩ nó khác. Chẳng hạn như khi mình nhìn cái nhà bên cạnh nó dơ, nhưng mà thật sự ra là cái kính của cái cửa sổ mình nó dơ. Như lúc nãy á, thì nghe không nghe chập chờn khi có hay không, thì con cứ nghĩ là bên con máy con chắc cái mạng nó có vấn đề, cho nên con không có kết nối mạng, rồi bắt đầu kết nối lại nó vẫn vậy. Dạ, thì có lẽ là bên chị Tha cái mạng nó không được ổn định. Bây giờ con quay lại cái câu Phật cụ 112. Yo cha vasas vasasa tang chi ve kusito hi na viriyo ekang chi vi tang thay yo viriya marap to dan lang. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, cảm ơn chị Như Quang. Alo, trong đạo tràng có còn nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn Phật Nguồn làm cả. Cảm ơn chị Như Quang. Cảm ơn Hồng Mai. Quý vị, cái thời gian còn nhỏ, thì còn không có thường thường hay nghe bạn bè nói đến cái hai câu thơ của Xuân Diệu. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Thì cái ông Xuân Diệu này, ông đánh đổi thà một cuộc thôi, ông đánh đổi 100 năm. Đây là một cái giả 100 năm và một cuộc, đây là một cái giả người ta gọi là giả cắt cổ á. Thì cũng giống như bây giờ mình đổi một đô la mà qua sang tiền Việt Nam thì nó đến 22.000, 23.000. Dạ, như vậy là cái nó nói lên cái điều gì? Cái một đô la này nó giá trị hơn nhiều, gấp 22.000 cái tiền Việt Nam. Cái tiền Việt Nam 22.000 đồng mới bằng 1 đô la. Nhưng đây, ở đây nói đến cái chất lượng và số lượng. Cái chất lượng và số lượng. Số lượng á, là 100 năm. 100 năm và 1 ngày. So sánh giữa 100 năm và 1 ngày. Tức như là 1 ngày nó ít hơn 100 năm. Nhưng mà nó cái chất lượng á, thì 1 ngày mà có tính tận tu tập á, thì nó giá trị hơn là 100 năm. Mà như lúc nãy Ngài Hòa Thượng đã nói đến là
như là một cái zombie, một cái xác mà được đi thôi, sống đây như chết rồi, đại khái vậy. Trong một cái bài kinh còn không nhớ rõ là, nhưng mà cái đại khái cái nội dung là khi chúng ta tu tập thì cũng giống như là dùng cái bùi nhùi ấy, ngày xưa người ta sử dụng cái bùi nhùi ấy, người ta cứ chà lưỡi chà tới cho nó nóng lên cho đến khi nó có lửa, nó có lửa. Còn nếu như mà chúng ta chà cho nó nóng lên rồi bắt đầu ngưng thì nó lại nguội lại, rồi chà lên cho nó nóng rồi ngưng thì nó lại nguội lại, thì cứ làm mãi như thế thì ngày này qua ngày nọ chúng ta vẫn không có lửa để sử dụng, không có lửa để mà nấu cơm, nấu rượu để mà ăn. Cho nên trong cái cuộc sống đôi khi chúng ta chỉ cần như trong đạo bánh chẳng hạn, cái phút người ta hay nói đến cái phút 89, tất nhiên là cái phút 90 là sống một cái trận đấu, nhưng mà cái phút 89 thì nó vẫn còn có khả năng để nó lật lại cái tỷ số, nó lật lại tỷ số, mà có khi nó tinh tận, nó quyết tâm thì vẫn có thể thắng. Rồi người ta nói rằng 30 chưa phải là Tết, thì cho nên là khi mà chúng ta tu tập thì đến một cái mức độ nào đó thì chúng ta cảm thấy chán nản, cảm thấy sao học hành tu tập tinh tấn cỡ đó rồi mới đến giờ này mà nó còn chưa thấy cái gì, chưa cảm giác được cái niềm, cái niềm vui, hưởng được một cái chút nào vì cái hương vị của giáo pháp, rồi chúng ta thôi buông. Nhưng mà trong một cái bài giảng mà trước khi chúng ta sinh hoạt, ngài Hòa thượng đã mở một cái băng giảng của ngài Hòa thượng Vĩnh Minh á, thì đề cập đến trong cái năm cái chi pháp đó là năm cái ngũ căn hoặc là ngũ lực á, là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì nếu như mà khi mà chúng ta tinh tấn quá, chúng ta tinh tấn quá thì nó cái tâm mình nó phóng dật, nó phóng tâm, nó mất quân bình giữa cái tịnh và cái tánh. Mà khi mà ngài Ananda mà tinh tấn để mà tu tập thì hành thiền thì liên tục nhưng mà không có đắc được cái đạo quả. Nhưng mà khi ngài vừa nghiêng người, ngài buông xả ra, cái ngài cho cái tinh tấn nó giảm lại, ngài buông cái buông ra, ngài vừa nghiêng người thì ngài đắc đạo quả. Cho nên mặc dù là tinh tấn thì ở đây theo như con nghĩ là chúng ta phải liên tục, chứ không phải là tinh tấn là làm cho nó thật là là tích cực, nhưng mà trong một vài giây đó rồi thôi, rồi hoặc là một vài phút đó thôi rồi chúng ta bỏ, thì cũng giống như là một cái bùi nhùi mà chúng ta cứ mai cho thật nóng rồi chúng ta ngưng thì nó không có được cái kết quả tốt đẹp. Thì trong lúc có thời gian, chờ thời gian thì sắp xếp lại cái suy nghĩ, cái nhận thức của mình để mà chia sẻ, thì còn không cũng lên chia sẻ một đôi điều như vậy. Thì kính mong cho Tôn Đức Tăng như quý cụ vị thiền hữu trí thức trong đạo tràng tiếp tục lên cầm mic để chia sẻ, đóng góp ý kiến nếu những thắc mắc trong cái bài học ngày hôm nay. Con xin chuyển mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính tri ân sư Quán Không đã giải thích và đưa ra ý kiến của sư về câu pháp cú 112. À, đó là câu thưa sư, theo con á, thì câu ai sống 100 năm đời nhát không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Và thường chúng ta thường hay phóng ra ngoài và không bao giờ nào chú ý mà nhìn lại vào bên trong mình, thì giống như một người sống mà không biết mình đang làm gì, nghĩ gì và nó sẽ đi đến đâu. Thì như Đức sư đã dạy trong các kinh đấy là cho ta biết rằng là làm người rất là khó. Và thường là khi mà chết đi thì số người mà trở lại là không thở thành trở lại cái kiếp người á, thì chỉ như hai cái sừng con bò, và số đi xuống á, thì như lông của con bò. Bởi vì thế khi ta học và nghe được câu này thì ta phải chú ý để mà tu tập, tinh tấn tu tập không giải đãi. Thì khi mà ta giải đãi á, thì cái cuộc sống ta sẽ buông trôi đi và ta sẽ không học hỏi được cái gì, là uổng một cái kiếp người rất khó mới có được. Giống như là trong cái câu pháp cú 25, Uttaman Appama De Na San Nhi Na Da Me Na Cha Di Tăng Cái Di La Tha Me Tha Vi Dăng O Kho Na Kiếp Kỳ Ra Tí. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Vì khi ta nỗ lực học tập, ta luôn đưa những cái gì mà ta học vào trong cái thực tế, và ta có sự suy tư trong đó. Như vậy thì chúng ta hiểu, ngày càng hiểu rõ hơn, và từ từ chúng ta hiểu biết được nhiều, chứ không phải là khi học mới học là chúng ta hiểu liền, không có. Bởi vậy cho nên là có học thì phải có hành thì ta mới hiểu được ta học như thế nào, và học đúng hay không, và cái tâm của chúng ta ở trạng thái như thế nào, có cần những gì, nó thiếu những gì, và nó cần bổ sung những gì. Và qua đó thì chúng ta sẽ hiểu chúng ta cần gì, và chúng ta sẽ học những điều gì. Như bậc trí sẽ hòn đảo, giống như là chúng ta khi có sự tinh tấn tu tập thì chúng ta sẽ ngăn ngừa những cái thân khẩu ý chúng ta làm những việc bất thiện. Và chúng ta khi mà nhận ra tâm mình đang ở trong trạng thái nào thì lúc đó thì ta sẽ không có phản ứng liền, thì hạn chế được những pháp bất thiện sẽ cuốn lôi chúng ta vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì vì khó gặp được chánh pháp và ít người gặp được chánh pháp, thì chúng ta nhìn ra ngoài thì có biết bao nhiêu con người sống trong đời, nhưng mà rất là ít người hiểu được đạo và rất ít người gặp được chánh pháp. Vậy khi ta gặp được chánh pháp và có ứng sư giảng dạy thì chúng ta không nên dễ vui, mà cố gắng hết sức mình để mà học tập, để mà ngẫm lại mình, nhìn lại mình để hiểu rõ hơn về mình. Và từ đó thì chúng ta có cái phương hướng để đi, để ngày càng hoàn thiện lấy chính mình, để không có rơi vào cái trạng thái là chúng ta sống mà không biết gì hết, không hiểu gì hết, mà cứ sống để mà sống thì nó uổng phí những ngày chúng ta sống trong thế giới loài người. Là vì cái thời gian trong cái thế giới loài người rất ít so với những cái tầng thiền khác trong những cái cõi trời. Nên vì vậy cho nên ta phải biết điều đó. Và chúng ta cũng không biết rằng là lúc nào chúng ta sẽ bệnh. Vì vậy khi chúng ta khỏe thì cố gắng nỗ lực hơn nữa để mà giống như là tận dụng những cái thời gian mà chúng ta còn sức khỏe, trí óc còn minh mẫn, để mà học tập nhiều hơn. Và nhờ cái sự học tập này thì chúng ta sẽ cái tâm của chúng ta giống như là một trạng thái tự nhiên, sẽ
qua đó mà sàng lọc những cái thiện, những cái việc thiện để mà phát triển lên, và những cái bất thiện thì nó hạn chế bớt. Thì theo con nghĩ vì chúng ta không biết là khi nào chúng ta bệnh, khi nào chúng ta chết và chết như thế nào, vì vậy cho nên không cần biết rằng là có một, có thể là, chúng ta không nên là quá sợ hãi khi đến cái quá trình sinh tử luân hồi, mà cái sự trợ giúp cho chúng ta, cái sự không sợ hãi đó là khi chúng ta làm việc thiện thì chúng ta không có điều gì mà hối hận, thì giờ tâm chúng ta nó sẽ luôn bình hơn, và nó sẽ không có ở thái mà sợ hãi, lo sợ là chúng ta làm quá nhiều việc bất thiện, vậy thì chúng ta sẽ về đâu. Vì vậy cho nên khi ta làm việc thiện thì ta sẽ an tâm hơn, vừa tốt mình vừa tốt người, và khi những cái bạn hoặc là những cái người bạn ở xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy an tâm và an vui khi ở gần chúng ta, mà không có cảm thấy cái sự sợ hãi hoặc là e ngại khi đến gần chúng ta, thì điều đó cũng đã đem đến cho ta cái sự an vui trong cuộc sống hiện tại rồi. Cũng như là chúng ta làm những việc thiện, tích tụ những cái quả thiện lành, thì khi mà tử rồi thì qua đời sau thì chúng ta sẽ gặp được những điều nó thuận lợi hơn, và qua đó thì chúng ta không có sự sợ hãi và rúng động khi giây phút tận tử đến với chúng ta. Thì thầy con thấy là với cái việc nỗ lực học như vậy trong cái cuộc sống bây giờ, là trong cái là trong khi chúng ta chưa có bị bệnh mà chi phối, thì chúng ta nên cố gắng hơn nữa để cho những cái lực trì kéo sẽ không có ảnh hưởng chúng ta nhiều. Vì vậy cho nên là phải hết sức phòng hộ thân tâm chúng ta để không có sự bị cái sự dễ vui phóng dật nó lôi kéo chúng ta đi trên con đường sai, và sẽ làm mất phương hướng của chúng ta khi chúng ta đi tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Phụ Ngô Tá Má. Dạ, con có những cái suy nghĩ như vậy, thì có gì sai xin sư Trí Đức và sư Quán Không chỉnh sửa giùm con, và xin cho những cái kinh nghiệm để mà con thuận lợi hơn, con có sự tinh tấn hơn trong việc tu tập. Dạ, xin cảm ơn quý sư, cảm ơn đạo tràng lắng nghe, và xin quý vị cùng tham gia thảo luận. Dạ, xin mời. Sa thủ chị Hồng Mai, Ngài Quán Không, chị Pháp Nguồn. Nhưng mà khi mà chị Hồng Mai mà trình bày vậy, chị Kim mà quan hỷ quá hả, tặng bông tặng hoa rồi cái vỗ tay rồi nữa. Rồi mời chị Kim coi như có ý kiến về câu Phật ngôn này đi. Alo, còn 10 phút nữa, chị Kim đâu rồi? Hồi nãy kiến ý cò mà bây giờ mời không chịu lên. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Quán Không, các sư và các cô tư nữ. Quý vị nghe tôi rõ không? Dạ, con trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ công sức chỉ dạy cho tụi con cái câu hỏi này, câu kinh kệ này, cũng như cảm ơn các cô đã chia sẻ cái ý tưởng của mình về kinh pháp cú này. Con xin hâm hối tại bữa nay ở đây trời gió mấy nè, nó ấy nhiều quá, con mắt của con á, người con bị nó biết cái histamine nó là bị dị ứng đó. Con bị ngại với mấy gió nó đem bụi bặm rồi, con buồn ngủ rồi, con ngủ không mới dậy. Con xin sám hối, con cứ nghe mà con không có nghe rõ. Con ngồi con làm bài mà con viết chữ làm thì ngầu hết, nó quậy lum hết trơn á, tức là cái không có tập trung á, thì con ấy thôi, con nói thôi con đi ngủ một chút đi. Dạ, để chia sẻ cái câu kinh này đó, thì theo con nghĩ rằng, con theo nghĩ một hướng khác. Trước hết đây là một sự thần kỳ nữa. Theo cái luật á, thì theo con hiểu đó,
là các vị A-la-hán trong cái đời cuối cùng của mình á, trước khi mà vô vô duyên niết bàn á, trước khi ngày các ngài đắc A-la-hán thì các ngài không bao giờ chết hết. Như là cái người chưa cái gì 7 tuổi đó, gọi là Sa Di Đoàn Sóc đó, đã ở trong bụng mẹ mà mẹ chết rồi, mà mình không chết, mà đốt lửa mà cũng không chết nữa, làm cách nào không chết hết. Theo như một khoa học á, thì khi mẹ mà có thai mà người mẹ bị chết á, thì đứa con chết luôn, tại vì người mẹ không còn hơi thở nữa, thì nó không còn hơi thở cho đứa con nữa, thì đứa con nó phải ngủm cô đèo luôn. Mà cái này cái vị Sa Di Đoàn Sóc này không chết, cũng như cái câu kinh Pháp Cú số 12 này, cái vị tỳ khu này, trời ơi, thò tay vô con rắn độc đó, quậy quậy vậy tùm lum á, con rắn nó cũng chê, nó không cắn nữa, đâu có chuyện đó đâu. Rồi còn lấy cái lưỡi cái dao cạo còn phải cắt cổ mình nữa, cũng không chết nữa. Thì cái chuyện này á, là cái minh lực rồi, là những vị a la những vị mà đã tròn đủ 10 ba la mật của mình đó, thì cái kiếp cuối cùng của các ngài đó, các ngài đó không có làm cách gì mà chết được hết. Nếu mà giải thích về khoa học đó thì sao, cũng có vị nghe cái ông sư này thò tay vô mắt quậy 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 mà rắn độc không cắn, đừng chớ dạy mà làm giống vậy, tại vì mình đâu phải biết mình mặc để mà có thể thành vị Phật Tinh Tân Giác đâu, đừng chớ dạy làm vậy nha. Thì trong cái câu này, cái chữ chính mà Đức Phật muốn nhấn mạnh vô chỗ này là cái tinh tấn, quy lý giá, quy lý gia, quy lý văn đó, quy lý vô thì tinh tấn. Cái chi pháp tinh tấn này rất quan trọng, nó có trong hết là mà bác nó có hết trong 37 phẩm trợ đạo, tức là trong tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ lực, ngũ quyền, thất giác chi và bát chánh đạo đều có cái chi tinh tấn hết. Nếu không có tinh tấn sẽ không có được tinh tấn, gì là cái sự cố gắng một cách liên tục không có gián đoạn để mà mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Giống như một người đi đường xa, đi tới một cái chỗ đó mà có nhiều người thì đi nửa đường bỏ cuộc, không có làm, và có người thì bị cái này cái kia bỏ cuộc. Nhưng cái người mà có sự tinh tấn tốt liên tục đó, thì bằng mọi cách họ mệt họ nghỉ họ tiếp tục, họ cứ làm, họ đi tới thì tới cho đến tới mức điểm của mình thôi. Tới đến khi mà nếu họ không làm được cho đến họ chết thì họ cũng cố gắng sức lực của mình trong cái giây phút cuối cùng để mà đạt được cái mục đích mà mình muốn. Thì trong cái câu này Đức Phật muốn nhấn mạnh đến đó là một chi pháp rất quan trọng trong tất cả các pháp mà mình phải nhưng mà nói đắc đạo thì không phải tinh tấn đâu, nhưng mà chúng ta phải từ học từ thấp lên cao, cái đầu, cái giữa, cái đuôi, cái sự tu hành tu tập của chúng ta đều phải có đầy đủ chi pháp hết. Nhưng mà trong câu này Đức Phật muốn nhấn mạnh sự tinh tấn. Trong cái tinh tấn này con nhìn thấy, con thấy cũng thần kỳ. Cái vị tỳ khu này tinh tấn cố gắng tìm mọi cách để mà giết cho mình chết quách chứ, rồi chán đời quá, không thích gì hết, bỏ rắn độc cũng chê, cái lưỡi dao cạo nó cũng chê, nó nói cùn hết rồi, không có đứt thịt ổng nữa. Nhưng mà những gì đấy không, rất một sự thần kỳ, không có thể đoán được là khi mà ổng để cái dao cạo tới cái người của ổng thì ổng đã nhìn thấy cái pháp sanh diệt liên tục giống vậy, cái sự thâm sâu của cái pháp thấy như vậy, giống như vậy, tức là nó diễn tiến liên tục như vậy, thì cái vị này đắc a la hán. Cái vị thấy không, cũng hết giờ rồi thôi, con chỉ chia sẻ một chút vậy thôi, con thấy cũng hết giờ rồi, nhưng mà con nói nhắc lại, sư giáng cho tụi con một cái chữ như pháp, rồi sư biến đi mất tiêu để tụi con tranh cãi, tụi con không biết cái hiểu như pháp có nghĩa là gì. Bây giờ nếu có thì giờ sư cho tụi con biết cái ý nghĩa của chữ như pháp là như thế nào. Dạ con xin trả máy lại, nếu mà trong sự chia sẻ của con có điều gì
sai sót con xin các sư tu nữ có cái gì trong đạo tràng chỉ dạy, con xin trả má lại ạ. Công nhận xin kèm hả? Câu Phật ngôn này thì nói về câu Phật ngôn này đi, còn đưa qua vấn đề như pháp như thế nào, khổ quá. Bây giờ trong câu Phật ngôn này để nói lên cái ý nghĩa, một cái sự so sánh 100 năm và một ngày giữa cái người mà tu tập và người không tu tập, người ác và người thiện. Thì bây giờ câu Phật ngôn này sẽ giải thích cho Sĩ Kim rõ ha, là lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay giáo pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Ý nghĩa của câu Phật ngôn đó nói lên cho vấn đề Sĩ Kim thắc mắc là bây giờ tăng bảo lục hòa mà tứ chúng đồng tu, cái nghĩa là trong thiện pháp nè, chúng ta cứ phát triển lên, gọi là từ thấp lên cao, từ phàm thánh như pháp, là chúng ta cứ thế mà làm đúng, gọi là như pháp. Lành thay tứ chúng một nhà đồng tu, có nghĩa là hàng xuất gia là hoằng pháp, cư sĩ là hộ pháp. Vậy thì hoằng pháp và hộ pháp để cho cái giáo pháp này được trường tồn, và chúng ta từ cái nhân sản bước qua thiên sản rồi sẽ đến thánh sản, đó gọi là như pháp, được không? Mà được không được thì cũng hết giờ rồi. Câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học rất là thực tế, sống có giá trị. Giá trị tức là con người của chúng ta rất là khó, khó sanh được làm người khó được sống lâu, khó nghe giáo pháp, khó gặp Phật ra đời. Và con người của chúng ta cũng có những hạng người đuôi, què, câm, điếc. Con người của chúng ta cũng có những cái hạng người như súc sanh, như ngạ quỷ, như Atula, như địa ngục. Và con người của chúng ta sống với cái bản chất thật là con người, cái điều đó hơi khó. Nhưng mà chính cái khó vậy chúng ta mới học tập, chính cái khổ vậy chúng ta mới vươn lên chứ. Chứ bây giờ chúng ta thấy khổ rồi chấp nhận sự khổ, rồi chìm đắm trong khổ mà không tìm hiểu nguyên nhân thì làm sao thấy được tứ diệu đế. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Với phước lành học hỏi nhân lời của Phật dạy, áp dụng cho cuộc sống chúng ta được thăng hoa, được tiến hóa. Xin chư thiên quan thị công đức chúng tôi làm để được phúc quả rồi hồi tìm chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêng oai lực vô biên, chỉ toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền.